Xin chào các bạn, các bạn vừa nghe thấy tiếng giai điệu rất là tuyệt vời của cây đàn dương cầm. Có bao giờ các bạn hỏi rằng giọng nói của các bạn cũng hay như một nhạc cụ không? Đó là bí mật của kỹ năng thuyết trình. Nếu bạn muốn trở thành một thanh nam châm để có thể nói hay như là hát, thì bạn cần phải học cách giai điệu để bạn có thể có được giọng nói có tông cao, trung, trầm và hát rất nhanh hoặc hát rất chậm. Nói cũng giống hệt như vậy. Nếu bạn muốn có khả năng thu hút đám đông thì ngay từ bây giờ bạn bắt đầu phải tham gia vào một kỹ năng, đó là kỹ năng thuyết trình trước đám đông. Và tôi sẽ cùng các bạn song hành trong một khóa K36. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để mình nói đúng giọng, đúng tông, đúng với nội dung mà bạn truyền dẫn. Để khi bạn truyền cảm hứng, khi bạn giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của mình, khi bạn đứng trước đám đông, bạn có được các kỹ thuật tuyệt vời. Và song hành cùng với Ninh sẽ có những chương trình huấn luyện đặc biệt và quay phim để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời tiến bộ của bạn. Nếu bạn quan tâm đến phát triển cá nhân, quan tâm đến khả năng nói của mình trước đám đông, không cần giấy, hãy liên hệ với Ninh Thương Hiệu để đăng ký ngay khóa học K36, kỹ năng thuyết trình dành cho chủ doanh nghiệp, dành cho trưởng phòng và những người đam mê kinh doanh. Hẹn gặp lại các bạn ở khóa K36.